Chiều ngày 9 tháng 12, Tổ dân phố số 3 phường Trần Thành Ngọ tổ chức tiếp xúc các đồng chí cán bộ quân đội, công an nghỉ hưu cư trú tại địa bàn nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 35 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Dự buổi tiếp xúc của lãnh đạo phường Trần Thành Ngọ, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp với sự tham dự của đông đảo các đồng chí cựu quân nhân, cựu chiến binh, cán bộ công an nghỉ hưu cùng đại diện lãnh đạo phường Trần Thành Ngọ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước thời gian qua các cán bộ quân đội công an nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tổ đã nghiêm túc chấp hành chủ trương đường lối của đảng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tham gia xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương buổi tiếp xúc cũng là dịp để các cựu chiến binh cán bộ quân đội công an nghỉ hưu tăng cường tình đoàn kết phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển